Xin chào quý vị và bà con, rất vui lại được gặp lại bà con chăn nuôi trong chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Quý vị và bà con thân mến, trong chăn nuôi, probiotic là một chế phẩm sinh học, trong đó có chứa những vi sinh vật như vi khuẩn hay nấm men có lợi để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi với mục đích điều chỉnh quần thể sinh vật đường ruột của vật nuôi, nhằm giảm đến mức tối thiểu sự phát tán của vi sinh vật có hại trong đường ruột, tăng khả năng tiêu hóa cho vật nuôi, hạn chế các bệnh về đường tiêu hóa, hạn chế việc sử dụng kháng sinh, góp phần làm tăng chất lượng sản phẩm vật nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Probiotic có tác dụng đối với tất cả vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm, thủy sản, giúp vật nuôi phát triển hệ vi sinh vật đường ruột bình thường, tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn. Hôm nay, Dr. Vet sẽ chia sẻ tới quý vị và bà con chăn nuôi về lợi ích của probiotic trong chăn nuôi. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Về lý do phải bổ sung probiotic cho vật nuôi. Thưa bà con, trong đường ruột của động vật thường tồn tại hai nhóm vi sinh vật là nhóm vi sinh vật có lợi tồn tại ở ruột non và nhóm vi sinh vật có hại, bao gồm vi sinh vật gây thối và gây bệnh tồn tại ở ruột già. Ở vật nuôi khỏe mạnh có hoạt động tiêu hóa và hấp thu diễn ra bình thường, thì sự cân bằng giữa vi sinh vật có lợi và có hại trong đường ruột được duy trì ở trạng thái ổn định với số lượng vi sinh vật có lợi chiếm tỷ lệ lớn hơn so với vi sinh vật có hại. Tuy nhiên, khi sức đề kháng của vật nuôi bị suy giảm như khi thời tiết thay đổi, vật nuôi bị stress, vật nuôi bị bệnh phải sử dụng kháng sinh sẽ khiến cho tỷ lệ vi sinh vật có lợi so với vi sinh vật có hại giảm, tạo ra sự mất cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột của vật nuôi. Đây là lý do tại sao bà con cần phải bổ sung chế phẩm probiotic vào trong thức ăn cho vật nuôi. Những vi sinh vật có lợi trong chế phẩm probiotic sau khi đi vào đường ruột sẽ nảy mầm ở ruột non, giúp tạo sự cân bằng hệ vi sinh thái đường ruột, đảm bảo số lượng nhóm vi sinh vật có lợi trong đường ruột luôn ổn định và ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại. Về lợi ích của probiotic trong chăn nuôi. Trong chăn nuôi an toàn và hiện đại, việc bà con sử dụng các probiotic vào thức ăn chăn nuôi là việc làm cần thiết nhằm đạt được những lợi ích như sau. Thứ nhất, kích thích sự thèm ăn, ăn ngon cho vật nuôi. Thứ hai, tăng tỷ lệ và hiệu quả tiêu hóa thức ăn, tránh lãng phí và dư thừa thức ăn thải ra ngoài. Thứ ba, vật nuôi tăng trọng nhanh, không cần sử dụng chất tăng trọng gây hại và bị cấm. Thứ tư, vật nuôi giảm bị các bệnh nghiêm trọng gây ra bởi vi khuẩn E. coli, Salmonella và Clostridium, tránh phụ thuộc và lạm dụng kháng sinh chữa bệnh. Thứ năm, giảm mùi hôi chuồng trại, đỡ công vệ sinh, giải phóng sức lao động cho người chăn nuôi. Thứ sáu, bà con chăn nuôi an nhàn hơn, an toàn hơn, thu lại lợi nhuận lớn hơn. Về biểu hiện khi đàn vật nuôi bị thiếu probiotic, bà con thân mến, trên thị trường hiện nay, hầu hết các probiotic được sử dụng hiện nay là ở dạng chế phẩm cho ăn hoặc uống, và đa phần các chế phẩm này thuộc dòng sản phẩm men tiêu hóa, men kích thích ăn ngon, hỗ trợ tiêu hóa, hệ miễn dịch. Khi bị thiếu probiotic, vật nuôi sẽ có những biểu hiện sau đây. Thứ nhất, vật nuôi dễ gặp các vấn đề, bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, đi ngoài phân sống. Thứ hai, chuồng trại chăn nuôi có mùi hôi thối, nồng nặc, khó chịu. Thứ ba, vật nuôi ăn không tiêu, tăng khả năng tiêu tốn thức ăn, chậm lớn, giảm ăn, giảm đẻ, còi cọc, đặc biệt là trong mùa nắng nóng khi thời tiết nóng lạnh thất thường, đột ngột. Bà con có thể sử dụng một trong số các sản phẩm sau đây của công ty Sao Mai giúp bổ sung men vi sinh sống, hỗ trợ tốt các vấn đề về tiêu hóa cho vật nuôi. Thứ nhất, Victoriatic, dùng khi vật nuôi xấu phân, hôi chuồng, tiêu chảy, viêm ruột. Thứ hai, Physimlus, tăng tối đa các vấn đề về tiêu hóa thức ăn, hết mùi hôi thối, tăng trọng nhanh, hạn chế tiêu chảy, hôi chuồng. Thứ ba, Hasbro, hỗ trợ điều trị rất tốt các bệnh đường ruột, giúp tiêu hóa lòng đỏ khi uống gia cầm non. Thứ tư, Dostbro, hỗ trợ tối đa việc tiêu hóa các dưỡng chất trong thức ăn. Đối với việc cải tạo môi trường chuồng trại, probiotic được sản xuất thành chế phẩm vệ sinh chuồng trại sinh học, giúp khử mùi hôi, cải tạo môi trường, không gian sống an toàn và sạch sẽ cho vật nuôi, từ đó giảm tải số công việc hàng ngày cho bà con nông dân. Ngoài ra, probiotic đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cải tạo môi trường sống cho thủy sản. Bà con có thể sử dụng một trong các sản phẩm sau đây của công ty Sao Mai giúp cải tạo môi trường chuồng trại ao nuôi của nhà mình. 1. Biobet. 2. Biofarm. 3. Biolux. Cả ba sản phẩm đều giúp làm hết mùi hôi thối, giảm lượng khí độc trong chuồng nuôi, phòng các bệnh trên đường hô hấp và tiêu hóa cho vật nuôi, xử lý tốt các chất hữu cơ, ổn định nguồn nước, xử lý bể bioga có hiện tượng kết tủa, ủ phân tươi thành phân vi sinh hữu cơ chất lượng cao.
Về thời điểm bổ sung, Dr. Vet khuyến cáo bà con nên sử dụng sản phẩm probiotic cho vật nuôi trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất, khi vật nuôi còn nhỏ, đang trong giai đoạn uống và tập ăn, giúp vật nuôi sự thích nghi với thức ăn, giảm tỷ lệ tiêu chảy. Thứ hai, bà con bổ sung định kỳ hàng tuần cho vật nuôi, giúp vật nuôi tiêu hóa tốt, da hồng, lông mượt, lớn nhanh và mau xuất chuồng. Thứ ba, bổ sung trước, trong và sau khi sử dụng kháng sinh để ổn định lại hệ vi sinh vật đường ruột. Thứ tư, khi vật nuôi có những biểu hiện thiếu probiotic như vật nuôi sơ lông, còi cọc, chán ăn, lười vận động, chuồng trại hôi thối, khó chịu. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, trong kỳ phát sóng lần này, Dr. Vet đã giới thiệu tới bà con về lợi ích của probiotic trong chăn nuôi. Để nâng cao hiệu quả sử dụng, bà con nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và dùng đúng liều lượng đối với từng loại vật nuôi. Mọi thắc mắc cần tư vấn thêm, quý vị và bà con vui lòng liên hệ về số điện thoại hotline của Dr. Vet 098 220717. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.